Chương 3. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm 6 điều từ điều 13 đến điều 18. Điều 13 là ưu đãi về thuế suất. 1. Đã áp dụng thuế suất 10% trong thời gian 15 năm đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao. B. Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới bao gồm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của luật công nghệ cao, ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của luật công nghệ cao, đầu tư xây dựng kinh doanh cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của nhà nước theo quy định của pháp luật, sản xuất sản phẩm phần mềm, sản xuất vật liệu composite, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm, sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải, phát triển công nghệ sinh học, bảo vệ môi trường. C. Thu nhập của doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định của luật công nghệ cao. D. D. Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất trừ dự án sản xuất mặt hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản đáp ứng một trong hai tiêu chí sau. Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6.000 tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư và có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10.000 tỷ đồng trên 1 năm, chậm nhất sau 3 năm kể từ năm có doanh thu. Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6.000 tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư và sử dụng trên 3.000 lao động. D. Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới, sản xuất sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển. Đáp ứng một trong các tiêu chí sau, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao theo quy định của luật công nghệ cao. Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất sản phẩm các ngành dệt may, da giày, điện tử, tin học, sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo mà các sản phẩm này tính đến ngày 1 tháng 1 2015 trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng phải đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh châu Âu hoặc tương đương. E. Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và dự án khai thác khoáng sản có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 12.000 tỷ đồng, sử dụng công nghệ phải được thẩm định theo quy định của luật công nghệ cao, luật khoa học và công nghệ thực hiện giải ngân vốn đầu tư đăng ký không quá 5 năm kể từ ngày được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. 2. Áp dụng thuế suất 10% đối với A là thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường. B. Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua đối với các đối tượng quy định tại Điều 53 của luật nhà ở. C. Thu nhập của cơ quan báo chí từ hoạt động báo in, kể cả quảng cáo trên báo in theo quy định của luật báo chí. Thu nhập của cơ quan xuất bản từ hoạt động xuất bản theo quy định của luật xuất bản. D. D. Thu nhập của doanh nghiệp từ trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng, nuôi trồng chế biến nông sản thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, nuôi trồng lâm sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, sản xuất nhân và lai tạo giống cây trồng vật nuôi, sản xuất khai thác và tinh chế muối trừ sản xuất muối quy định tại khoản 1 điều 4 của luật này, đầu tư bảo quản nông sản sau thu hoạch, bảo quản nông sản, thủy sản và thực phẩm. D. Thu nhập của hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, trừ thu nhập của hợp tác xã quy định tại khoản 1 điều 4 của luật này. 3. Áp dụng thuế suất 20% trong thời gian 10 năm đối với A là thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, B là thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới bao gồm sản xuất thép cao cấp, sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng, sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, sản xuất thiết bị tưới tiêu, sản xuất tinh chế thức ăn gia súc gia cầm, thủy sản, phát triển ngành nghề truyền thống. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2016, thu nhập của doanh nghiệp quy định tại khoản này được áp dụng thuế suất 17%. 3A. Áp dụng thuế suất 15% đối với thu nhập của doanh nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. 4.
áp dụng thuế suất 20% đối với thu nhập của Quỹ Tín dụng Nhân dân và tổ chức tài chính vi mô. Từ ngày 1/1/2016, thu nhập của Quỹ Tín dụng và các tổ chức tài chính vi mô được áp dụng thuế suất 17%. 5. Việc kéo dài thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi được quy định như sau. A. Đối với dự án cần đặc biệt thu hút đầu tư có quy mô lớn và công nghệ cao thì thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi có thể kéo dài thêm, nhưng thời gian kéo dài thêm không quá 15 năm. B. Đối với dự án quy định tại điểm E khoản 1 điều này, đáp ứng một trong các tiêu chí sau: sản xuất sản phẩm hàng hóa có khả năng cạnh tranh toàn cầu, doanh thu đạt trên 20.000 tỷ đồng trên một năm, chậm nhất sau 5 năm kể từ khi có doanh thu từ dự án đầu tư, sử dụng thường xuyên trên 6.000 lao động. Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực hạ tầng kinh tế, kỹ thuật bao gồm là đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước, cầu, đường bộ, đường sắt, cảng hàng không, cảng biển, cảng sông, sân bay, nhà ga, năng lượng mới, năng lượng sạch, công nghiệp tiết kiệm năng lượng, dự án lọc hóa dầu. Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thêm thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi quy định tại điểm này, nhưng thời gian kéo dài thêm không quá 15 năm. 6. Thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi quy định tại điều này được tính từ năm đầu tiên dự án đầu tư mới của doanh nghiệp có doanh thu. Đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đối với dự án ứng dụng công nghệ cao được tính từ ngày cấp giấy chứng nhận dự án ứng dụng công nghệ cao. Điều 14. Ưu đãi về thời gian miễn thuế giảm thuế. 1. Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 1, điểm A khoản 2 điều 13 của luật này và doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được miễn thuế tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo. 2. Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 3 điều 13 của luật này và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp trừ khu công nghiệp thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội thuận lợi theo quy định của pháp luật được miễn thuế tối đa không quá 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 4 năm tiếp theo. 3. Thời gian miễn thuế giảm thuế đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này được tính từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư. Trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án thì thời gian miễn thuế giảm thuế được tính từ năm thứ tư. Thời gian miễn thuế giảm thuế đối với doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại điểm C khoản 1 điều 13 của luật này được tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận là doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 4. Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động thuộc lĩnh vực địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của luật này, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất, đầu tư mở rộng. Nếu đáp ứng một trong 3 tiêu chí quy định tại khoản này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại nếu có, hoặc được miễn thuế giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng. Thời gian miễn thuế giảm thuế đối với thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng quy định tại luật này, tại khoản này, bằng với thời gian miễn thuế giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn, lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Dự án đầu tư mở rộng được hưởng ưu đãi quy định tại khoản này phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau. A. Đấy là nguyên giá tài sản cố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ 20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của luật này, hoặc từ 10 tỷ đồng đối với các dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật. B. Tỷ trọng nguyên giá tài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sản cố định trước khi đầu tư. C. Công suất thiết kế tăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế trước khi đầu tư. Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động có đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực địa bàn
ưu đãi thuế theo quy định của luật này mà không đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại khoản này thì áp dụng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại nếu có. Trường hợp doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế theo diện đầu tư mở rộng thì phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng được hạch toán riêng. Trường hợp không hạch toán riêng được thì thu nhập từ hoạt động đầu tư mở rộng xác định theo tỷ lệ nguyên giá giữa tài sản cố định đầu tư mới đưa vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh trên tổng nguyên giá tài sản cố định của doanh nghiệp. Thời gian miễn thuế giảm thuế quy định tại khoản này được tính từ năm dự án đầu tư hoàn thành đưa vào sản xuất kinh doanh. Ưu đãi thuế quy định tại khoản này không áp dụng đối với các trường hợp đầu tư mở rộng do sáp nhập, mua lại doanh nghiệp hoặc là dự án đầu tư đang hoạt động. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành điều này.